Xin chào mọi người, xin giới thiệu một người một địa chỉ có thể dùng buffet nướng, đó là King BBQ ở Lotte Mart Cộng Hòa. Các bạn đi thang máy lên lầu 1 là sẽ gặp. Ở đây mình giới thiệu mọi người ở đây là vì mang tiếng là siêu thị và tòa nhà Bico, nhưng mà thật sự là số lượng người khách hàng khách tới ghé tới không có đông lắm, nên khi mà mình dùng mình cảm giác sẽ được yên tĩnh, không xô bồ, là không chen lấn. Thì cũng có thể là vào những ngày dịp lễ hoặc cao điểm thì cũng có thể đông, nhưng mà nhìn chung á chỗ này ăn rất là thoải mái các bạn. Các bạn cứ ghé thăm đây, đây là cái gia đình mình đi ăn trong những ngày gần Tết. Các bạn không dùng món nướng thì kế bên cũng có hotspot, cũng cùng hệ thống của Kim BBQ luôn. Thì là ăn món lẩu nướng. Ở đây trong video này mình chỉ dùng món BBQ nướng thôi, nên mình không có giới thiệu được các bạn cái hotspot đó. Gia đình chủ yếu hẹn bạn bè ngồi ăn chơi vui nói chuyện, rồi cho các bé đi chơi. Nó cụ thể là cho gần chỗ này có một cái khu vui chơi Time Zone với các trò chơi như là chơi thẻ, chơi máy móc điện tử. Đại khái là nói chung chỗ này mình đánh giá là nếu không có một cái dự định nào đi chơi xa thì mình cứ ghé ăn rồi cho các bé chơi là ok. Đây là mấy đứa nhỏ nha, mình với bạn là đi ăn thì cũng mua đồ chơi đem theo để ngồi chơi lúc trong lúc đó ba mẹ dùng bữa, vừa ăn vừa chơi cho nó thoải mái. Đây là khu vui chơi Time Zone đó các bạn, mua thẻ nạp vô là có nhiều trò chơi phù hợp với các bé, như thường là mấy trò chơi đua xe, bánh zombie này nọ, hoặc là ném banh này nọ. Nói chung là bánh khủng long, và có những người lớn chơi cũng được mà con nít chơi cũng được. Rồi khi chơi được sẽ nhận được các vé tiết kiệm điểm thưởng để mình cuối buổi là mình sẽ đổi ra, là mình đi vô cái siêu thị quà của họ, rồi là mình đổi những cái món quà nào tương ứng. Thì tất nhiên là đổi tượng trưng thôi, chứ thật ra bỏ tiền ra chơi rất nhiều, nhưng mà nhận được số điểm với đổi qua những cái món quà đó thì nó cũng hơi mắc. Nói chung là đây là một buổi vui chơi của các bé nhà mình. Từ từ nè, rồi bắt đầu nè.
ta đâu. Quay lại quay lại con kết thúc video. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.